Chào các bạn tin nhanh 24/7. Xe container đứt rơ móc đè chết người đi đường. Khoảng 11:30 ngày 13 tháng 4 tại đường Lê Thánh Tông, đoạn trước cổng đoạn xá Hải Phòng, xảy ra vụ xe chở container bị đứt rơ móc gây tai nạn là một người tử vong. Theo đó, một xe đầu kéo mang biển số 16H7228 kéo theo rơ móc mang biển kiểm số 15R01254 đang chở ở container lưu thông trên trước đoạn cảng đoạn xá thì bất ngờ đứt rơ móc bị bung ra. Do đoạn đường có dốc nên chiếc rơ móc này đã trôi được một đoạn, cứu một người đi xe đạp vào phía sau và gầm làm người này thiệt mạng tại chỗ. Sau đó chiếc rơ móc còn va chạm liên tiếp tông vào ba xe ô tô bên lề đường khiến ba xe này bị bẹp và hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.